năm mới 2024 đến rồi. Nếu bạn chưa biết làm mới bản thân mình bằng cách nào thì hãy để bàn phím cơ gaming Edra EK375 đem đến sự đổi mới hoàn toàn cho bạn mà giá chỉ với hơn 1 triệu đồng mà thôi. Đầu tiên thì bọn mình sẽ bàn về thiết kế và màu sắc của bàn phím này trước nhá. Trên tay mình ở đây đang là hai cái phiên bản của bản EK375 Pro. Bên tay này đấy chính là bản Alpha, là màu chủ đạo của nó sẽ là Navy và Blue. Còn bên này sẽ là bản Beta, màu chủ đạo của nó sẽ là Blue và Navy. Thật sự thì nó sẽ chỉ khác nhau ở màu chủ đạo và màu kết hợp thôi, chứ còn về thông số thì nó sẽ không có điểm gì để khác biệt đâu nhá. Và dòng bàn phím này sẽ có layout là 75%, tương ứng với nó sẽ là 81 phím. Ở mặt sau của nó thì sẽ vô cùng đa dạng kết nối luôn, mình sẽ có 3 kết nối cho các bạn. Đầu tiên đấy chính là Bluetooth, thứ hai là các bạn có thể kết nối bằng dây USB đi kèm. Cái thứ ba đó là kết nối bằng cổng 2.4. Đây, có một cái phần nút kết nối đi kèm đây. Các bạn có thể điều chỉnh cái việc kết nối của mình qua cái nút chỉnh ở đằng này. Đấy, nó rất là tiện dụng và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với đại đa số người dùng thôi, từ game thủ này hay đến anh chị em dân văn phòng hoặc là học sinh sinh viên thì đều rất là phù hợp nhá. Và bên cạnh cái việc kết nối như vậy thì các bạn cũng hoàn toàn có thể chọn cho mình cái hệ điều hành. Ở trên này sẽ là hệ điều hành của Mac và ở dưới sẽ là của Windows. Nói chung là mình sẽ thay đổi vô cùng tiện dụng ở tất cả các thiết bị khác nhau. Nhà mình nghĩ đây sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn cho cái bàn phím này. Nhưng mà có lẽ là phần mà mình thích nhất ở cái bàn phím Edra EK375 Pro này chính là cái giải đèn LED RGB của nó. Các bạn có thể thấy là môi trường ánh sáng mình đang ngồi là cực kỳ mạnh, nhưng mà đèn vẫn rất là sáng và vô cùng chuẩn màu. Vậy tại sao mình lại nói là chiếc bàn phím này cực kỳ chất trong tầm giá của nó? Bởi vì nó vừa có layout 75% này, 81 phím đủ để mọi người sử dụng, vừa đa dạng kết nối này, vừa đa dạng hệ điều hành, và đặc biệt là nó còn có một cái màn hình nhỏ đằng sau này nữa. Cái màn hình nhỏ đi kèm này thì sẽ hiển thị cho bọn mình là pin này, ngày này, giờ này và cả tình trạng kết nối hay là cái hệ thống kết nối của mình nữa luôn. Thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh độ sáng này hay là điều chỉnh cái giải đèn LED của mình trên trực tiếp cái màn hình nhỏ này luôn. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi từ ngôn ngữ Trung Quốc sang ngôn ngữ tiếng Anh thì bọn mình sẽ dễ đọc hiểu hơn và dễ tùy chỉnh các thiết bị hơn nhá. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem một số những cái chế độ của giải đèn LED thì bọn mình sẽ có thể hình dung rõ hơn này. Ở đây đang có tận 18 hay 19 cái giải đèn LED khác nhau cơ. Các bạn sẽ ấn FN này, sau ấn vào mũi tên, sau ấn vào cho mình Effect. Đây mình đang có khoảng 18, 19 cái effect khác nhau. Nó có hạt mưa này, nó có hiệu ứng tỏa này, hay là nó có hiệu ứng mà kiểu bọn mình chạm vào nó mới có LED ấy. Nên là rất là tiện lợi cho các bạn, kiểu tùy sở thích khác nhau và tùy tâm trạng của mình nữa. Và LED của chiếc bàn phím này đã đẹp như vậy rồi thì không biết là tiếng gõ của nó sẽ như thế nào nhỉ? Các bạn vừa được nghe 3 loại switch này rồi đúng không? Thì bây giờ trên tay mình ở đây đang là loại blue. Blue thì nó sẽ đanh hơn này, nó clicky hơn này. Và các bạn có thể nghe thấy nhá. Đấy, nghe nó nảy hơn rất là nhiều đúng không? Nó sẽ phù hợp với các bạn nào mà có một cái không gian riêng cho bản thân mình này, không sợ là bị người ngoài nghe thấy hay là bị làm sao đó, thì blue sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Dòng red thì sẽ khá là phù hợp với các chị em, anh chị em ở dân văn phòng này, có một cái không gian làm việc nhiều người và mọi người không muốn ảnh hưởng nhiều đến các bạn khác. Thì đây, nghe tiếng nó sẽ rất là nhẹ nhàng hơn đúng không? Nó nhẹ nhàng và cái lực của nó cũng là tương đối thôi, nên là sẽ phù hợp với anh em dân văn phòng mọi người nhá. Còn cuối cùng sẽ là dòng brown switch. Thì có thể thấy là cái dòng này, cái lực ấn của nó sẽ là đầm nhất, nó ấm nhất đúng không? Cái này nó sẽ phù hợp với các bạn nào mà chơi game, tựa game hardcore vào buổi đêm chẳng hạn, mà không muốn là kiểu bị bố mẹ ganh ấy. Thì đây, nghe tiếng nó sẽ rất là đầm mà nó vẫn là kiểu khá là chắc ấy. Thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn như vậy. Và không chỉ vậy, Edra còn hướng đến người dùng có thể custom riêng switch của mình bằng cách đấy là có hỗ trợ hot swap. Thì các bạn hoàn toàn có thể thay các loại switch trên bàn phím của mình một cách nhanh chóng. Đây, các bạn có thể thấy là chất lượng keycap của nó khá là ngon đúng không? Cứng cáp và dày cũng vừa đủ nữa. Keycap của chiếc bàn phím này là double shot và được làm bằng nhựa PVT. Thế nên là khi mà các bạn gõ nhiều trên chiếc bàn phím này ý, thì nó cũng không hề bị mờ đâu. Nếu như mà nhắc đến bàn phím không dây thì chắc chắn là phải nhắc đến pin đúng không? Pin của chiếc bàn phím này sẽ là 4000mAh. Thực sự là nếu mà theo trải nghiệm thực tế của mình, nếu mà các bạn sử dụng LED ý, thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 3 tuần. Còn nếu như mà các bạn không sử dụng LED thì nó có thể sử dụng đến hơn 1 tháng liền cơ. Thế nên ý, nếu mà các bạn cầm một chiếc bàn phím mà có màn hình này, 81 phím, bền chắc mà cái LED của nó cũng đẹp nữa thì nhất định không được bỏ qua Edra EK375 nhá.
tất cả các loại phiên bản bàn phím của AirDrive EK375 Pro đều có sẵn tại website và các showroom của Hacom trên toàn quốc. Đặc biệt là Hacom còn bán xuyên Tết nữa các bạn ạ. Thế nên là ấy, đến Hacom ngay thôi.